bạn nhỏ, hôm nay chúng ta lại tiếp tục tô chơi tranh cát nha. Và ngày hôm nay chị Chim xin có một bức tranh cát hình một chú bé rất là dễ thương nè. Nhìn cái chú bé này thì rất là khá giống Giant. Các em biết nhân vật Giant trong phim hoạt hình Doraemon không nào? Thì chị Chim xin thấy là chú bé này khá là giống, hoặc là giống với nhân vật dần trong phim trong truyện Thần Đồng á, Trạng Tý Thần Đồng á các em. Rất là hay phải không nào? Rồi bây giờ chị Chim xin sẽ tô bức tranh này với rất là nhiều màu cát. Và chị sẽ cho các em coi một màu cát đầu tiên là cát màu cam. Từng hạt cát rất là mịn nha các em. Đó. Và ở đây chị Chim xin có 12 màu cát. Chúng ta sẽ sử dụng 12 màu cát để tô bức tranh này nhé. Nào hãy cùng bắt tay vào việc tô màu tranh cát thôi.